Hello cả nhà. Và lần đầu tiên cho bé Hai và Thùng Lê Lư gửi lời chào tất cả các chị bạn bè gần xa đang xem chương trình Sức Sống Mới Official. Và ngày hôm nay là ngày 27, cũng là ngày 16 âm lịch tháng 4, thì hôm nay là bé Hai cũng đi chợ mua hải sản về để bán cho tối ngày hôm nay. Thì hôm nay là cái tiêu đề là chợ mùa Covid nó như thế nào mùi nha. Hello mọi người nha, tại vì mọi người biết sao bây giờ. Hôm nay khi bé Hai bán lại, bé Hai lấy ngày 16 bé Hai bán không mọi người? Tại vì hôm nay là ngày 16 là mình cúng cho những gọi là cúng cửa, cúng cho mấy người khúc mặt khúc mài. Thì sẵn hôm nay mình buôn bán mình lấy ngày này để cho theo tâm linh đi, chứ giờ bữa giờ bán á, mình cũng bán đại hôm nay thôi, kệ lấy thêm ngày tâm linh đi. Mình lấy ngày 16 khi mình cúng á, để cho những người khúc mặt khúc mày á, khi người ta tới người ta nhận những cái gọi là cái thực phẩm mình cúng thì sẽ đổ cho mình buôn bán được. Tại hồi đó mọi người biết Hùng Lý á. Dạ em mời anh ạ. Với ai hụt quẹt ủng hộ ảnh nha mọi người, ở chợ Bình Điền á. Dạ. Ngày 16 á thì em nghĩ hồi đó cũng vậy, Phước em còn đi làm á, thì em cũng tin vào những người khúc mặt khúc mài. Khi mà mình làm ăn cái gì mình van vái, mình cầu xin á, thì mình tin vào tâm linh á, thì ta sẽ độ mình. Thì hôm nay ngày 16 cũng nghĩ là bé Hai khai trương ngày này, nhiều khi mình cúng kiến rồi mình cứ tin tưởng đi, thì người ta sẽ độ cho mình buôn bán được nha cả nhà nha. Giờ thấy cùng Hùng Lý là bé Hai đi vô chợ. Dạ bé Hai đi chợ là chuyện đầu tiên, còn Hùng Lý đi chợ là kiếm ma cộng nha mọi người nha. Tôi ghê, mày ngủ tao đi đã, mày nói vậy mà thiệt là vậy luôn á. Mà thông báo đi, mùa Covid không có cộng đâu mà khỏi mua. Ở xui ghê vậy đó. Trời ơi chợ ép vậy á, thí kìa, oxy vậy. Thì này không lo buôn bán mà lo nhậu. Hello, hello, em biết uống bia vậy? Hello, hello, hello. Đó, em quay rồi đây, mới quay qua. Em không biết uống, trời vô luôn má. Thế ai? Đi dữ vậy má. Không có, dạ. Dạ. Giữ nguyên cái, giữ nguyên cái còn chinh đó ba, dạ, lấy đó mà nè. Có vợ có con em cũng làm được mà. Từ từ anh được, đừng có kéo. Vô đây với tôi. Dạ. 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 Anh này tao nè. Mấy không, em không có biết uống, cho em trái giải hả? Cảm ơn nha. Vậy em muốn ăn cái trái gì? Hả? Em muốn ăn cái trái gì nội? Em ăn cái trái gì mà đặc biệt nhất anh coi chơi đâu? Tao ngỡ như em với vợ. Làm bao luôn, đó là làm bao luôn. Anh nói vợ chứ em đi chợ nha, cho em lấy cái lồng. Nó không ghê sai đúng không nào mọi người, đúng không? Rõ ràng nó không sai không? Đi theo đi chợ là cái chuyện đó thôi, kiếm trai là chuyện thứ hai. Kệ tao. Đi chợ không có đồ bán. Ok nha mọi người. Thôi em đi chợ chứ em ra nha. Dạ, mua cái gì? Okay. Em mua áo. Muốn vậy em cũng biết nó bán. Hey. Mua áo cái gì? Mua áo. Vừa ốc không luôn hả? Lẹ. Mấy ông mày mà bỏ một tiếng là không ai bán được á. Dạ thôi mấy anh nhậu vui vẻ nha. Rồi em lấy cái lọng cá nha. Rồi. Trời ơi chết rồi. Phải chứ có người hai người được, nội đông quá em sợ mọi người ơi. Em bị khớp. Mọi người ơi, thật sự đúng là chợ mùa Covid thật sự mọi người. Mọi người nhìn cái chợ nè. Thường rất là tấp nập phải không? Hôm nay chợ đó mọi người nha. Chợ sỉ luôn á nha, chứ phải là chợ lẻ nha. Đó. Nhìn kìa cái chợ kìa. Dạ. Người bán đông hơn người mua. Khỏe không chị? Ở bên hai đó mình có ra bên hàng thịt không? Em có mua gà không? Không. Gà tới giao cho mình hả? Gà tới giao. Ok. Em nghỉ một tháng nay. Em lên em mua tới bán mang về. Chị ơi, mùa Covid ốc nó có xuống không? Cũng vậy vậy hả? Có kỳ vậy? Có kỳ vậy? Ok nè mọi người. Mấy Hai bán cỡ này được rồi nè. Tại mình giá mấy cái này không có được đâu. Cái này gọi là ok luôn rồi đó. Ok. Ok.
mùa này cũng buôn bán không biết nghĩ là buôn bán chắc hơi khó, nhưng mà bây giờ không buôn bán cũng không được mọi người, tại vì mặt bằng chỗ bé giờ bé hai không buôn bán thì để mặt bằng nó cũng như vậy thôi. Thì em nghĩ là khi bé hai buôn bán lại đó thì cũng mong là những anh chị em mà yêu thương bé hai thì qua ủng hộ nha cả nhà nha. Và Hùng Lý cũng xin nói hôm nay bây giờ giống như là mình nói theo cái ngày buôn bán đi, thì những người yêu thương Hùng Lý cũng có một số là không có thích bé hai. Hùng Lý đó, Hùng Lý nói thật sự thì thôi, thì qua cái clip này thì cái ngày em nó buôn bán lại đầu tiên thì những người mà yêu thương Hùng Lý mà thường hay nói là Hùng Lý ơi quay một mình đi đừng quay với bé hai đó, thì hơi kệ. Hùng Lý nghĩ là hôm nay là ngày buôn bán đầu tiên, thì cái cuộc sống mà mọi người ai cũng cần có cuộc sống mưu sinh, thì Hùng Lý mong là những người yêu thương Hùng Lý hoặc là những người yêu thương bé hai á thì vào á thì có thể là gọi là chúc cho bé hai buôn bán được. Còn những người mà yêu thương Hùng Lý mà không thích bé hai á thì một là mình bình luận, còn không á thì mình cho qua, mình xem thì mình cho qua cái bình luận này, mình cho qua cái mình xem thôi, mình khỏi bình luận cũng được. Còn nếu mà mình có bình luận thì Hùng Lý hy vọng là mọi người cho một cái lời chúc là chúc bé hai buôn bán đắt, rồi hy vọng là bé hai sẽ càng ngày càng cải thiện tốt hơn. Thì mọi người biết mà dù những cái lời bình luận đó đó, bé hai không biết mọi người là ai, nhưng mà đôi lúc mà cái ngày mình buôn bán mà thì chỉ cần một cái lời chúc thôi thì cũng làm cho người đó cảm thấy có động lực. Vì vậy là thôi kệ, ở gì lời nói không mất tiền mua mà lựa lời mà nói cho lòi tiền ra, đúng không cả nhà? Thì hy vọng là cả nhà mình sẽ gọi là ủng hộ qua cái clip này để cho bé hai có động lực buôn bán trở lại, để có cuộc sống sẽ tốt hơn nha cả nhà nha. Mọi người thấy chợ Bình Điền không nè? Có gì không phải là những người buôn bán mình đi chợ Bình Điền không, có những người mà gọi là người ta ăn á, người ta cũng mua nhiều để về gọi là bỏ tủ lạnh hoặc là gọi là chia cho gia đình đồ này nọ. Thì đi chợ Bình Điền lợi cái là vợ bỏ sỉ, với lại giá cả thì cũng mềm nha cả nhà. Vì vậy là chợ Bình Điền là luôn luôn được ưu tiên cho những người mà gọi là mình đi, giống như gọi là dùng cái từ là tiết kiệm á, không phải là dành cho những người buôn bán không, mà những người tiết kiệm á thì vẫn có thể là đi chợ Bình Điền để mua, để dành đó rồi rửa sạch sẽ bỏ tủ lạnh rồi mình ăn từ từ. Tại vì Hùng Lý ở nhà thì ở sớm cũng có cái gì ở sớm là không có buôn bán gì hết, nhưng mà cứ 4-5 ngày đi chợ Bình Điền lần, 4-5 ngày đi chợ Bình Điền lần. Thứ hai đâu rồi, nói qua nó mất tiêu. Ủa đi chợ ở đây chợ Bình có nhiều người chắc cũng chưa, giống như Hùng Lý sau này bên ngay tới chợ Bình Điền chứ cũng chưa có đi chợ Bình Điền nữa, thì sau này mới đi với bé hai được vài lần, thì có một số người chắc cũng chưa có biết về chợ Bình Điền, nghe cũng chưa có đi đâu. Mọi người chợ Bình Điền, mọi người lớn lắm, mọi người thấy không, ở đây là về là khu ốc không, mọi người nhìn gặp thấy một vòng coi, mênh mông đại hải là tất cả một cái chợ, một cái khu ốc thôi là bằng một cái chợ lớn của những cái chợ khác rồi đó. Hai ký giống như cái chợ khác là người ta hỗn hợp vô luôn nè, người ta là tôm cá mực rồi ốc rồi thịt gà rồi nọ. Mọi người biết cái này là chỉ có khu hải sản thôi mà lớn mình mong vậy luôn, khu hải sản. Còn khu thịt riêng nè, khu rau riêng nè, mỗi khu riêng mà một khu này là lớn mênh mông đại hải vậy mọi người, bằng một cái chợ lớn của những cái khu chợ khác. Sao ông Vũ, Vũ Ưu Phương đây? Dạ Vũ Ưu Phương hả? Vũ Ưu Phương không có đi. Có bà đó vui á. Dạ dễ thương ha nè. Mấy clip của mấy bà vui ghê luôn á. Dạ vui không? Vui, có like mà. Có like luôn hả? Ba ký nè. Bao nhiêu ạ? 80. Bao xài bao ngon. Ở bao xài luôn kìa. Bao xài. Chị em má ơi. Tôi ghê. Chị em má ơi. Dạ. Hai lần. Nhiêu? Hai lần được rồi. Hai lần vậy. Chị em như mùa dịch này cũng được. 70 nhiêu ký? 70. 70. 70 nghìn. Nhiêu ký? 70 hay 30. Nên sao nói 35? 70. 70. 30. Lấy cái lọc lại. À, lấy được cái lọc của em. À. Sao anh này bán có một mình vậy, không ai phụ anh chứ không vậy? Trời ơi, thôi chết rồi. Mấy gan phụ anh nha. Mấy gan phụ anh được không? Mặt. Dạ kìa, cái gì kìa bé hai,
Dạ, em đi chợ với cái hai. Đây là bạch tuộc tươi nha cả nhà. Rất là tươi luôn. 13 được rồi. Hôm nay là lần đầu tiên em đến chợ Bình Điền lần thứ hai. Hồi bữa em đi với bé hai một lần nói chứ là Bình Điền hồi đó giờ, tại vì em đâu có đi chợ đi bố gì đâu, nên là nghe chợ Bình Điền rất là lớn, nhưng mà em chưa có dịp tới lần nào hết trơn á đó. Hôm bữa em đi với bé hai có một clip thì lần này làm hình như là gọi là chắc chắn luôn chứ không có hình như nữa, là hai lần em được đến chợ Bình Điền nha cả nhà nha. Nhưng mà em thật sự luôn á, em đến chợ Bình Điền một lần mà chuẩn bị mà đi với bé hai qua chợ Bình Điền là em rất là háo hức, em rất là thích luôn. Và đây là Thái cho người ta chợ buôn bán đó. Em rất là thích luôn nha cả nhà, biết sao không? Thật sự em không nói gian luôn, chợ Bình Điền thật sự luôn, trai đẹp rất là nhiều luôn á. Em nói thật, bây giờ vô đây mình không cần làm gì hết trơn á, mình ngắm thôi mọi người, chỉ cần ngắm thôi cũng cảm thấy con người nó lưng lưng mà thực sự luôn á, nó lan tỏa, nó rừng rừng, nó rất là sướng luôn nha mọi người nha. Em nói thiệt luôn á. Bây giờ người ta nói đúng á, 16 là ngày rạo rực đó mọi người. Ôi ôi. Bé hai nó nghe là anh đăng ký cho bé hai cái sạp chợ Bình Điền nha. Ok không? Bán đồ đông xã. Ông xã. Bán khách đông xã. Nói gì muối gì không? Muối vậy cô ơi. Xã là bán cho cô. Bé hai bán nha mọi người nha. Ôi hay quá bé hai ơi. Hay quá, chú Dân Hạnh nó gọt đẩy đầu. Nó còn cái clip này xong ngon lắm á. Ồ, bà tuột ngon quá ha. Tươi rối luôn á. Mà sao hay vậy ta? Chợ Bình Điền này sao mà không biết làm sao, giống như có sự sắp đặt vô hay gì hết trơn á. Trời, người bán cũng đẹp mà hả, người phụ cũng đẹp nữa mọi người, em nói thật luôn á. Dạ. Đây chơi. Còn các bạn con thường bán ở đây không? Con thường bán ở đây hả? Vòng vòng ở đây ngày nào cũng bán ở đây hả? Ok nha mọi người, ở chợ Bình Điền có một cháo bán với số rất là dễ thương luôn nè. Hồi nãy khi Hùng Lý vào ở trong đầu chợ á, Hùng Lý thấy là bé cứ nhìn hoài luôn. Mà con đâu có biết chú đâu đúng không? Mới biết chú đúng không? Mà không biết sao nãy giờ đi theo hoài luôn mọi người. Cái em đang đứng em lửa ốc cái lời nó hung em. Hỏi sao hôm em có nói gì dữ không? Ý thương dữ lời mà nói vậy em buồn dữ tốn luôn. Thôi bự ta lấy bự, bự ta lấy hết chưa, còn nhỏ nhỏ con 10 tờ nha. Đúng rồi, nó hôn em thì nó phải trả tiền cho em. Bự hả? Mà sao ngược lại vậy, phải mua vé số nó là sao? Đợt tí đi. Ok nha, có một cô bé nhớ số rất là dễ thương. Bự trẻ gì vậy, bự trẻ. Có tình gặp cháu thì ghé ủng hộ cho cháu nha. Ủa? Đã đây là lấy nè. Con đi học buổi trưa. Con học buổi trưa hả? Rồi đi bán. Hùng lấy bé heo. Ồ. Ok nè. Cái tôi đã hợp với tướng này. Đường trăm rồi chết đó. Gì ơi hoài đó. Ê! Ê! Đừng có hỏi người ta. Trời ơi. Khỏe dữ vậy trời. Căng chỉ nào mà chứ kìa nè. Hay vợ. Đây mảm anh thử thôi được không? Nè. Mảm anh. À không được. Cậu thương sống. Gì? 60. Mùa dịch để bắn được không? 60 được rồi. Kìa 60 đúng không? Làm. Chậm lắm. Đấy, 60. Đồ nhưng mà không có giá. Vậy hả? Nếu như cái giá thì nó không có được giá. Như người tôi ấp đây 2 tấm mấy thì mà nay còn có 1 tấm mấy hả? 128. Ok. Chục cái 50.000 thì mình cho người ta bán thôi, mới được hòa đồng lại. Có gì mới là bán chạm điện thoại cho em, đem qua bán phụ. Vậy. Em kêu gọi mạnh thường quân của em ở trên mạng có ủng hộ kênh. Tại đường thường á. Cái gì? Có YouTube không? Dạ. Có YouTube không? À, YouTube nè. Dạ. Tên gì? Sức sống mới. Sức sống mới rồi. Dạ, anh bỏ vô sức sống mới. Anh gọi vô Hùng Lý sức sống mới thì nó sẽ ra dính liền chung với lại cái kênh đó luôn. À. Dạ. Hùng Lý không? Dạ. Nè. Có ai gới vậy? Nè. Có ai gớt dạ đâu bà ơi. Đây nè, có ai gớt dạ. Cộng 500 là của tôi rồi, biện có ai gớt dạ có nhiêu đây chứ thật sự. Cô gái. Ba tờ đều tờ 500 đến hai đó của em gớt á. Đúng không? Cái này là của cô, nếu mày thử. Có ai dạ. Đi. Không 500 là tao nhận luôn, khỏi mày khỏi nhận. Nè chị tiền đừng bỏ tội chứ. Dạ. Vô bán cho hết nè. Ok nè, bọn mày bán đắt nha. Ok. Cưng quá. Cái 5 xị á. Hả? Cái 5 xị. Lấy em chuyển khoản sao nha. À, trời ơi thôi chết. Đầy đủ hả? Tới đi, tới đi.
Có chơi bay bốt không? Có chơi bốt không cho chị mình đi. Ủa, sống Thọ hay sống quá Hà Lan? Sống Thọ. Dễ thương quá ha. Thích nổi không? Thôi rồi, gửi mình tới đây luôn đi. Gửi đây luôn hả? Ừ, chú chạy xe lại. Ok nha, cho chị lấy cái lọng cái nha. Ông xã. Ok, gửi bán được không nè? Dạ, cũng được anh. Ok nè. Anh đây mà khỏe không? Khỏe, cảm ơn nha. Thế là mọi người, một người hôm bữa tương tác với Hùng Lý là dễ thương luôn như cả nhà nha. Vẫn đang bắt bắt nha. Dạ, dạ. Ok, đây là. Ủa nè, 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 hả? Phải không? Phải bỏ cơm đâu cho đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời mòn hết chết luôn vậy đó. Cái đầu. Cái lý này lát Thạnh coi nè. Mấy hai nè. Mày lọn lưng. Anh ghế mày, mày cũng dám. Mày cũng dám gờ sờ mó. Ủa à, đứa kia đồng bọn nó ghê quá. Là nhóm là tem tim nha anh nha. Dạ anh kêu tim là gọi anh kêu đồng bọn. Em sợ quá. Giống như giang hồ chữ lớn rồi đó. Mọi người không thấy, mọi người thấy không? Cái mùa Covid này mọi người chợ vắng là vắng, thật sự là như vậy. Không kệ đi, vắng mấy ảnh rảnh. Mấy ảnh rảnh em mới lại em mới tương tác với mấy ảnh được. Chứ mà anh không rảnh mấy ảnh đông quá em đâu tương tác được đâu mọi người. Trời đi theo hoài luôn thấy thương vậy trời, theo theo tôi hoài luôn, nhìn quay qua cái theo tôi hoài luôn á trời ơi là trời. Mọi người biết á, vừa trước khi mà em mua em trả tiền vừa xong nó cứ nó hung em vừa trả tiền vừa quay đi cái nhào vô nó hung em cái nó mới đi đôi hai cái rồi mọi người. Nghe nè, xui quá giờ cô hồn xả xô đi ta cũng hồn hả, ta cũng hồn vì sao kìa. Ồ xui ghê nói cái gì mà phải nhập hàng nữa hả. Ủa mấy hai năng lượng càng ghẹ nha mọi người. Trời chị, trời chị đừng có vui vẻ đi chị, mà vui vẻ là may mắn tự nhiên đến. Vui vẻ chị cười lên cái nè, một hai ba. À, sao không cười trời, cái mặt đơ cái vậy. Rồi rồi. Em nói chị nghe nè, chị biết sao không? Ở đường Vĩnh Khánh á, bé hai bán chậm nhất tội nghiệp lắm chị. Bây giờ chị lấy đồ đồ cho nó ngon ngon đi. Đó, sau này nó bán được á chị ba, chị đưa sao cũng được hết trơn đó. Đó. Đó, càng ghẻ nha mọi người, em lựa càng ghẻ rất là to luôn. Là ở trong chợ Bình Điền Hùng Lý thấy á, thấy Hùng Lý không có dám nói nhiều khi lên clip có nhiều người ở chợ Bình Điền người ta xem á, người ta sẽ vô người ta nói Hùng Lý nói sai không có đúng. Như theo Hùng Lý đi chợ với bé hai á là hai lần Hùng Lý dạo vòng theo Hùng Lý thấy á là hình như là ghẻ càng ghẻ ở đây là ngon và rất là to luôn, giống như là càng ghẻ là hình như là ở đây là giống như là gọi là bán là nhìn hoành tráng và quy mô nhất nha cả nhà, và càng ghẻ rất là tươi luôn đó. Bé hai lấy càng ghẻ ở đây Hùng Lý nghĩ là quá ok rồi, mà nhiều khi Hùng Lý nói thật sự với mọi người á, để trong cách càng thường thường là bắt buộc là càng phải đông lạnh thôi, chứ làm sao mà càng tươi mà càng sống được đúng không, càng sao sống được mọi người. Thì trong cái số càng đó đôi lúc nó có một hai bị ướp bị không có tươi á, gọi là không có tươi đi, thì đôi lúc là cả nhà ăn cũng thông cảm giùm. Chứ thật sự là đi lấy đồ bé hai cũng muốn mua đồ càng rất là ngon, nhưng mà trong một số càng thì nó lại bị một hai cái đó thì bé hai cũng đâu có thử được đâu. Tôi lúc làm ra khi làm ra dĩa đâu phải là lúc nào mình cũng lấy mình ăn thử đâu, vì vậy là nó có nhiều khi nó có bị trà trộn hoặc là pha lẫn vào một hai cái mà có bị tươi á, thì cả nhà ăn thì cảm thấy là không được ngon thì cứ nói bé hai sẽ đổi lại. Có nhiều khi cả nhà mình ăn xong cái cảm thấy là không được vui, nó là bé hai bán đồ không có ngon rồi không quay lại nữa thì tội nghiệp. Thật sự là đi mua cũng rất là muốn mua đồ ngon để phục vụ đến mọi người đó, thì Hồng Lý cũng nói như vậy. Nếu mà có gì đó thì cảm thấy không hài lòng thì nói liền tại quán để chúng em thay đổi hoặc là đổi lại cho khách liền nha cả nhà nha. Hello cả nhà nha, thì bây giờ đi chợ búa cũng gọi là đã xong rồi, thì bây giờ là trước khi mà gọi kết thúc clip thì Hồng Lý cũng gọi đến cả nhà mình là khi xem clip ở cả nhà thì nhớ nha, cái lúc mình đang tương tác á thì vô cái phần trò chuyện đó mình bấm dấu ít mình bỏ xuống cái mình like cái thì mình trò chuyện tương tác tiếp nha cả nhà. Còn nếu như mà cái clip này up lên á mà khi mà những người không có xem cái lúc gọi là không chiếu á mà xem lại á thì cả nhà cũng nhớ ứng like nha cả nhà nha. Cả nhà nhớ ứng like nha, tại vì khi mà ứng like sau này mà khi clip á mà up lên nó sẽ thông báo đến cả nhà. Tại vì nhiều anh chị nói sao mỗi lần mà công chiếu hoặc là up clip á không có thông báo. Vì vậy thì cả nhà mình nhớ ứng like để cho cái lượt mà gọi là tương tác á nó mạnh lên, thì mỗi lần mà up clip thì sẽ được thông báo đến cả nhà mình nha. Cái up clip và bé hai cũng gửi lời cảm ơn mọi người đã đang nãy giờ đã dành ít một chút thời gian ra để xem clip này. Và mọi người ơi, nếu mọi người có yêu thương bé hai nữa thì nhớ tối nay hoặc là chiều nay mọi người cứ đến tìm địa chỉ bé hai là 374 Bình Khánh, phường 814 ủng hộ bé hai.
hoặc là mọi người cứ ngại đường xa vì bệnh dịch bệnh thì mọi người cứ liên hệ với em với số điện thoại là 0937478033, em sẽ ship tận nhà và tận giường luôn nha. Và có gà em sẽ ship mọi người nha. Em bán lại cái gì với cái gì nè? Ốc nè mọi người, gà bó xôi mọi người nha. Đó thì mọi người cứ liên hệ với em đi, hoặc là mọi người cứ nếm ai mà không số điện thoại của em hoặc là không có Facebook của em, liên hệ với Hùng Lý hoặc là liên hệ với Thái, em sẽ phục vụ mọi người nha. Và cuối clip gọi cho em cái lời cảm ơn mọi người đã đón xem nha. Xin chào mọi người. Chiều nay sẽ có cái clip khi bé Hai buôn bán trở lại. Và nhiều khi mà vui vui nữa sẽ có livestream tương tác cùng mọi người luôn nha cả nhà nha. Bye bye nè, kết thúc clip. Hùng Lý chúc cho cả nhà mình một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa an lành và một buổi tối hạnh phúc nha cả nhà.